hết là vô cùng là cảm ơn thầy và Jam ấy đã cho mình có cái cơ hội rất là quý báu để mà có thể tham gia được cái bài giảng này của thầy. Thực sự là đây là một trong những cái lớp học ấy mà mình thu nhận được rất là nhiều. Từ trước đến giờ thì vẫn mong muốn là có được cái cơ hội để học với thầy về những nhất là những cái liên quan đến những cái tools trong lãnh đạo, thì hôm nay là đúng là lần này là được thỏa mãn, là học được những cái công cụ như thầy có giảng về cái F tool hay là những cái liên quan đến tất cả những cái công cụ, 7 công cụ đấy, thì rõ ràng là nó là những cái kiến thức vô giá để mà mình có thể áp dụng và để mà có thể thúc đẩy cái công hỗ trợ cho cái công việc quản lý của mình ấy. Thực sự là không biết nói gì hơn là cảm ơn thầy, cảm ơn Jam và cảm ơn tất cả các anh chị đã có liên cho liên có cái cơ hội được biết, được học và được gặp gỡ với cả mọi người. Xin chúc mọi người sức khỏe và thành công hơn nữa trong công việc, và hy vọng là sẽ có được gặp mọi người trong những cái khóa học tới.